Xin mến chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Cô bác thân mến, hiện tại là cháu Yển đang có mặt ở chỗ nhà mới của em Quân cô bác ạ. Hôm nay thì cháu vào đây cũng mong muốn là cập nhật tiến độ làm nhà của bé Quân là đến đâu rồi. Còn về bé Quân mấy cả anh Quyền ấy cô bác thì là hôm nay anh Quyền có đưa bé Quân là đi xuống bên Lào Cai để mà khám, tại vì là hôm trước em Quân cứ bị đau bụng ấy cô bác, thì có chị Võ Mai ở bên Mỹ cũng có gọi điện đến cho hai vợ chồng cháu, bảo là chị sẽ chi trả kinh phí ăn uống đi lại và chi phí là đi khám, để cho em Quân đi khám tổng thể một lần xem là em có bị làm sao không ấy cô bác. Thì hôm nay thứ hai thì anh Quyền cũng có đưa bé Quân sang bên Lào Cai rồi. Còn cháu thì vào đây mong muốn là cập nhật tiến độ làm nhà của bé Quân cô bác ạ. Về cái ngôi nhà của bé Quân hiện tại cô bác thì là cũng gần như là đã đi vào hoàn thiện rồi. Còn chát hôm nay thì đội thợ đang chát ở trên này. Còn tại vì là cũng do là trời mưa ấy cô bác, thì cũng may là các chú thợ đã làm xong hết bên ngoài rồi, thì mưa là cũng có làm được. Ở trên cháu thì trời mưa được bắt đầu là 2-3 ngày hôm nay rồi. Thì nếu mà làm ở ngoài trời ấy cô bác thì là tiến độ sẽ lại bị chậm rồi cô bác ạ. Em chào các anh nha. Chào em Yến nha. Vâng. Hôm nay là làm, hôm nay có mấy anh em làm anh không? Anh gắn mic tí. À, 3 người, 4 người. Hôm nay có 4 anh em làm à? Thế còn đợi chú Phước là đi làm công trình mới anh? Đang làm, nhà dân đang tiến độ. Tình hình là hôm nay có xong được hết chỗ này không? Bên này chắc là không xong được đâu nhỉ? Ôi được, ở đấy thì chịu thôi. Mai lại sáng mà. Em sợ là mai trời không sáng lắm rồi. Anh em vừa đi nhà Yến về à? Vâng, em vừa mới di chuyển từ bên nhà Yến sang. Cũng ở trên tầng 2 này thì cũng gần như là xong rồi các bác ạ. Còn mỗi bên này nữa thôi. May mà làm ở trong nhà đấy anh nhỉ, mưa như này ấy. Ừ. Hôm nay chẳng qua là mấy anh em làm thì không thấy lạnh thôi, chứ như em thì run cầm cầm lên rồi. Bên ngoài này là cũng chắt xong hết rồi anh hầu nhỉ? Hả? Bên ngoài này là cũng chắt xong hết rồi nhỉ? Xong hết rồi em. Bây giờ thì có mặt trước nhà này thôi. Trước... À đâu? Trước nhà. Trước nhà với lại bên này nữa. Thế còn tầng dưới này là có chắc không anh Hầu? Hả? Tầng dưới này có chắc không? Tầng dưới xem tình hình bên em trình thế nào. Các bác bảo là bây giờ nếu mà không đủ kinh phí thì không làm cái lan can này xuống nữa, mà cho xây tầng dưới kín hết, không nếu mà còn kinh phí thì cho làm cái lan can anh Hầu ạ. À. Tại vì bây giờ nếu mà mình làm cái lan can xong rồi tầng dưới này không xây thì mình cũng chẳng ở được cái nhà này. Mình có để đồ gì thì cũng không được. Tầm khoảng mấy hôm nữa là xong hả anh Hầu? 2 ngày nữa. Hai mai ngày một nữa ngày, kia một ngày nữa. 2 ngày là chát xong thôi đúng không? Ờ. Lạnh quá. Lạnh à? Lạnh quá. Đem lấy cho. Cái này đúng không? Không không không. Cái đấy thì vào dùng cái này chứ. Cái này hả? Ừ. Cái nó dẻo hơn. 1, 2, 3. Ông này thế Yển đẹp quá thì bảo lấy nào anh cũng lấy. Thế cho anh hết nha. Một, hai, ba. Trời ơi. Được cái là vui tí. Ôi nói thế thì thôi, để ngày mai em sang bên em phụ bước một ngày nữa đi, để cho cái tiến độ làm nhà Quân cho nó. Nếu anh Hầu bỏ 2 ngày xong thì mai em sang Hồ một ngày để cho một ngày xong luôn. Ok luôn.
hàng để đây chứ. Thì mai em phải thu xếp công việc để em sang chứ. Em nói xong rồi, mai em phải thu xếp công việc để em sang. Còn là cái thước nữa đâu nhỉ? Cho cái này rơi vào đầu là thôi, phải gội đầu luôn đấy anh Hầu nhỉ. Lạnh quá. Trời ơi. Cứ kêu lạnh đi đâu thì không rủ chồng theo mà ôm ấp ở đấy mà kêu lạnh. À chồng anh quên, hôm nay đưa Quân đi xuống Lào Cai để khám rồi. À. Em mà đi theo anh Quyền mà ôm ấp thì anh không có vợ ở đây. Anh này bỏ về đấy. Anh này bỏ công trình nhà Quân rồi anh đi về đấy. Anh không, anh quen rồi. Ủa nháo quá, đợi một lúc ạ. Tình hình ở trên nhà anh mấy hôm nay sao rồi anh Hầu? Vẫn thế, đỡ hơn. Đợt không mưa thì anh cũng không nghĩ đến cái nhà nữa. Đợt mưa thì anh phải chạy về. Nhưng mà đêm qua mới cả sáng nay ở trên mình mưa to mà. Ờ, sáng nay thì anh trong lán đây thì ngủ say không biết. Còn nhiều vứa đấy nhỉ. Tuần này phải xong hết mới được nghỉ ấy nhỉ. Làm ở trong nhà còn thấy ấm ấm một tí. Ui, làm ở ngoài thì... Dạo này anh có hay sang bên ông bà chủ đất không anh? Anh không. Mấy ông bà có khỏe không nhỉ? Mấy hôm nay anh ít đi đó. Sáng nay bà còn lấy rau thơm cho anh mà. Dạ. Sáng nay bà còn đưa rau thơm cho anh. Thế á? Chú và anh chị là về tiến độ làm nhà của Quân ấy cô bác thì tầm khoảng... Nếu mà xây cả từng dưới này thì tầm khoảng 2 tuần nữa là xong chưa anh? Hay là không đến 2 tuần? 2 tuần, hơn 2 tuần nữa. Dạ. Hơn 2 tuần nữa. Bởi vì là bây giờ nếu mà làm từng dưới thì anh gọi thêm một ông vào đây chủ trì thôi. Còn anh đi làm ở đây thì anh chủ yếu là giám sát. Từng dưới thì bây giờ cũng ít thôi. Bây giờ là xây hai cái tường kia. Xong là nếu mà có kinh phí thì mình chắc. Còn không có kinh phí thì mình cứ để tạm như thế đã. Bây giờ anh đang bảo là tính từng dưới làm cái này để em xuống đây bảo anh bảo. Xem em có hợp lý không. Cục hàng này là cũng chưa được dọn nhỉ. Này làm xong hết mới dọn được rồi. Đây này. Anh sẽ nếu mà làm ấy thì xây một bức chạy từ đây sang cái cột này. Vâng. Và cái bức này chạy sang bên kia. Còn ở đây thì ngăn phòng ngủ. Còn cửa phòng ngủ thì anh sẽ để góc bên này. Đấy, còn bên này thì không xây cái thêm cái gì nữa, em hiểu không? Để cả một hệ thống luôn, có nghĩa là làm cái bếp ấy. Mình đỡ tốn hơn, đúng không? Em công nhận không? Không thì... Nhưng mà cũng hơi khó nhỉ, tại vì là... Ở đây là nhà vệ sinh, nhà tắm đúng không? Ờ. Nếu mà mình làm bếp ở đây thì nó không hợp lý. Ờ. Thì bây giờ anh vừa đã phòng ngủ này nhưng mà bừng cửa ra bên này. Nhưng mà đây mình thế. Làm một cái có nghĩa là không gian bếp thì mình để thoáng luôn. Có nghĩa là ở đây thì có cái góc tường chạy từ đây lên trên thôi. Còn ở đây là không để cửa gì hết. Vâng. Nhưng phải thoáng hơn không em nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi. Còn ở đây thì hình thức là mình làm thì và xây cái kín này để nó thành một cái nhà thôi chứ còn
Còn cái bếp thì mình ngăn làm cái gì? Nó tốn ra. Đấy, có nghĩa là mình nếu mà như kiểu ở có những người mà làm không gian bếp với phòng khách thì nó có chỉ có cái vòm như thế này thôi. Nó đi vào phòng bếp ấy. Nên là cái này thì hẹp thì mình không cần phải để vòm làm cái gì cả, cũng để nguyên luôn. Nghe mình cứ đi là lại luôn. Vâng. Còn đây thì tại vì là ở trên vùng cao mình thì nó hầu như là ai cũng làm như thế thôi. Ừ. Nói chung là ở đâu cũng thế, ở nhà xây là đa phần là người ta để thoáng, em hiểu không? Cái không gian bếp với lại không gian đi lại thì người ta không để cửa, có nghĩa là để. Đợt trước em thấy có một cô bác, có cô bác có gọi điện bảo là chú Trình định làm bếp ở dưới cầu thang này à? Ôi giời, ai lại để cái đấy? Nếu mà làm ở dưới cầu thang này thì nó không hợp lý mấy. Đúng rồi. Nói ra là như thế là quá hợp lý luôn. Bây giờ nếu mà làm một cái phòng ngủ ở đây, phòng ngủ thì anh bảo mở cửa ra thẳng cái cầu thang này á? Không, mở ra bên này này. À, ý là mở ra phần bếp à? Ừ. Xong là ở đây là bếp luôn á? Ừ. Thì là ở đây không gian bếp là nó cả một không gian, nó không có cửa đi ra đi vào nữa, em hiểu vâng, không? Vâng. Ở dưới tầng dưới nó chỉ có một phòng ngủ thôi. Đấy, em hiểu nôm na là như thế. Cái này thì cũng hơi khó nhỉ. Bây giờ nếu mà không làm ở dưới này một phòng ngủ nữa thì ở trên tầng chỉ có một phòng ngủ thôi. Còn nếu mà làm ở đây một phòng ngủ nữa thì nó cũng hơi khó thật. Ở đây bắt buộc phải có phòng ngủ. Còn cái nhà vệ sinh thì khả năng là vẫn phải lắp cái bô, xong là cho ống dẫn xuống. Vâng. Để có không gian để sinh hoạt. Nhà vệ sinh rất là quan trọng em ạ. Đúng rồi. Nhưng mà hôm trước định không làm à hay là như nào? Có nghĩa là không có vốn thì chịu thôi. À bây giờ cái gì thiếu chứ, nhà vệ sinh là bắt buộc phải có chứ. Ừ. Nhà vệ sinh, nhà tắm bắt buộc phải có. Còn về cái khác thì ví dụ như nếu mà không có kinh phí thì thôi, tầng 1 này mình chỉ xây tường lên thôi, không chát nữa. Ừ. Còn mấy cái này bên trong này nữa mình cũng không cần phải chát. Sau này nếu mà có thêm kinh phí thì mình làm, còn nếu mà không có kinh phí thì thôi. Còn nhà vệ sinh, nhà tắm thì bắt buộc phải hoàn thiện. Anh bảo là nếu mà xây ấy thì bắt buộc trong không chắc cũng được, nhưng mà ngoài vẫn phải đủ một hệ thống để chắc xuống. Sau này nó mọc rêu rồi không chắc được nữa, em hiểu không? Ừ. Đấy, nhà ông bà chủ đất kia chưa? Có cái rêu nó bám như kiểu là thạch nhú ở trên đá gì. Thì bây giờ xử lý kiểu gì? Nếu mà chắc mỗi bên ngoài thôi thì kinh phí nó cũng chẳng đáng là bao nhiêu. Ừ. Thì mình cứ làm mấy cái này hết trước đã, xong là nếu mà còn kinh phí thì mình làm cái lan can, còn nếu mà không có thì thôi cứ để như thế tạm đã. Lan can cầu thang á? Vâng. À lan can cầu thang là tính sau, để lan can ngoài này thôi. Can ngoài này phải có đấy. Vâng. Lan can ngoài này thì bắt buộc là phải có rồi. Thưa ba anh chị, là đến thời điểm hiện tại thì cái kinh phí của nhà Quân thì cháu cũng không có nắm rõ là bên em Trình là còn bao nhiêu các bác ạ. Còn về cái tầng dưới này thì bây giờ hiện tại là còn hai bức tường này nữa. Đấy thì ở vừa rồi anh Hầu cũng có nói qua, bây giờ trước mắt thì nếu mà không có kinh phí thì sẽ nếu mà còn đủ kinh phí là sẽ xây thêm hai cái tường này và chắt vòng bên ngoài hết, còn bên trong thì khi nào mà có kinh phí thì mình làm sao cũng được. Ừ. Bởi vì bên trong này nó cũng chẳng ảnh hưởng mấy, nó hầu như là nó không ảnh hưởng gì, nhưng mà chẳng qua là nhìn cái thẩm mỹ nó không được đẹp thôi. Ừ. Bây giờ đầu tiên là nếu mà làm thêm chỉ có xây hai bức tường này không đủ kinh phí ấy, chắt ngoài, xong là tập trung vào nhà vệ sinh. Đúng rồi. Đấy là hợp lý nhất. Nhà vệ sinh với cả cái lan can ở bên ngoài này với cái cửa nữa thôi. Ờ. Cửa thì cửa chính thôi, còn cửa phụ này thì có thì có, còn không có thì sau này tới này mình có kinh phí thì làm xong được. Ừ. Cửa phòng các thứ nữa. Cửa phòng thì dưới này thì không cần thiết. Sau này mình làm đi vào hoàn thiện thì mình lắp sau. À cửa phòng là đợt trước, cái cửa trên này là anh đo cửa đợt trước cô Quang gửi từ dưới Hà Nội lên rồi nhỉ? Ờ. Cửa phòng thì có rồi. Với cả cửa đằng sau này có rồi mà đúng không? Ờ. Mới cửa sổ với lại cửa chính với lại cửa sổ đằng trước là mình phát sinh thêm cái đấy rồi. Còn cái cửa phòng với lại hai cửa đằng sau nhà là cửa sổ với cửa sổ với lại cửa chính. À cửa chính với lại cửa phòng là tận dụng được hai cái. Còn sau này nếu mà làm thì đẩy xuống dưới này làm. Còn hai cánh to nữa.
là đủ một cái cánh nữa, còn thừa một cánh, còn một cánh kia thì cái cửa mà cô trước cô bảo là lắp ở cửa chính ngoài kia thì không dùng được, nó bé quá. Còn cửa nhà vệ sinh này bắt buộc cũng phải có. Ờ, cửa nhà vệ sinh này là cửa mới rồi, bởi vì trước là bà ấy gửi sau nên là mình không thể đo được. Nhà vệ sinh với nhà tắm là rất thoải mái. Trước mắt là cứ quyết định như thế đã. Cô bác à, nếu mà có kinh phí thì sẽ xây thêm hai cái tường này và chát vòng bên ngoài hết, rồi là lắp mấy cái cửa chính với cả lắp cái cửa chính với lại cái cửa sổ và làm cái lan can ở bên ngoài. Còn ngoài ra thì có thêm kinh phí thì chúng cháu sẽ hoàn thiện nốt. Còn nếu mà không có kinh phí thì trước mắt là chúng cháu sẽ tính như thế này trước đã cô bác ạ. Còn có rất là nhiều cô bác cũng có góp ý với vợ chồng cháu là trước mắt thì cái lan can của cái cầu thang là không có kinh phí thì không làm. Đấy thì cái này là chúng cháu cũng chưa có tính đến cô bác ạ. Nếu mà có kinh phí thì làm, tại vì là bây giờ nhà Quân thì cũng có mỗi Quân thôi, người lớn thôi, cũng không có trẻ con, nên là về cái cầu thang này là bảo là Quân nó khác tự biết rồi. Về cái không gian nhà vệ sinh ấy thì là làm ở tầng dưới này cũng rất là thoải mái các bác ạ. Còn về cái dưới cầu thang này thì có thể là sau này Quân để làm cái kho để đựng thóc hoặc là để thóc hoặc là để làm một cái gì đấy để đồ các thứ ấy các bác. Còn về không gian nhà chính thì ở trên này thì có mỗi một phòng ngủ với lại một phòng khách và cái lan can đằng sau này. Mấy anh em thợ thì trong cái khoảng thời gian này nhà em Quân cũng ít việc thì chú Phúc cũng có đi nhận thêm công trình mới thì chia thành hai đội ra để làm các bác. Nếu mà hôm nào mà ở đây mà có nhiều việc ấy, thì là các anh em sẽ tập trung sang bên này làm hết. Còn ít việc thì sẽ chia ra hai chỗ để làm. Hôm nay thì cũng do là trời mưa ấy, nên là anh Hầu cũng chỉ bố trí anh em là ở đây 3-4 người để làm thôi. Nhiều người thì cũng không có việc gì để làm. Khó nhất là cái ô thoáng này, làm lâu lắm. Bé nhưng mà cầu kỳ anh nhỉ? Ờ. Nhìn nó đơn giản nhưng mà nó không hề đơn giản. Anh Đồng làm tí rồi ngồi đấy khóc rồi. Chắc đúng rồi đấy, may mà có em ở đây ấy không chắc anh chả khóc rồi. Chắt vào xong rồi rơi ra, chắt vào xong rồi rơi ra. Thưa cô bác ông bà, đây là những sản phẩm đặc sản vùng cao mà hiện tại vợ chồng cháu đang bán ở trên kênh cô bác ạ. Trên tay của cháu Quyền đây là sản phẩm lá rào của lam. Rào của lam thì hay còn gọi là cỏ ngũ diệp sâm, rất là tốt, hỗ trợ về bệnh tiểu đường, cao huyết áp và mỡ máu, ngăn ngừa về bệnh ung thư. Ở đây thì là có 3 loại, loại 3 lá, 7 lá và trên tay của cháu đây là loại 5 lá, là loại tốt nhất. Cái này thì các bác về thì các bác pha như pha nước chè uống trực tiếp. Ngoài ra thì cháu còn có khổ qua rừng, công dụng cũng như là lá rào của lam. Nhưng mà ở đây thì là đặc biệt là sử dụng cho các bác bị huyết áp thấp là cũng uống được. Còn lá rào của lam thì các bác mà bị huyết áp thấp là sẽ không uống được, chỉ hỗ trợ về bệnh cao huyết áp. Còn cái này là cũng hỗ trợ về bệnh cao huyết áp nhưng lại dùng cho bệnh huyết áp thấp. Ngoài ra thì cháu còn có sản phẩm đó là chè san tuyết. Chè san tuyết cổ thụ ở trên chỗ của vợ chồng cháu luôn cô bác ạ. Và đây thì khổ qua rừng thì cháu cũng đã lọc ra thành cái túi như thế này, rất là tiện cho các bác khi mà pha chế. Đây là sản phẩm chè san tuyết cổ thụ, nước chè là rất là vàng đẹp, cực kỳ là thơm luôn cô bác ạ. Các bác mua hàng thì có thể liên hệ cho vợ chồng cháu qua hotline là 0369 944 064 để vợ chồng cháu có thêm kinh phí đi chia sẻ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ở trên vùng cao này hơn. Còn bây giờ thì xin mời cô bác tiếp tục theo dõi thước phim. Em Yến ơi, em thì đằng nào cũng không sang bên nhà thì nấu cơm à? Không, em dọn hay đi. Dọn cái này ra kia. Em tưởng cho em đi nấu cơm chứ. Không. Hộ anh tí, anh cũng gọi là tự.
À, thưa các anh chị, là cháu sẽ hộ anh Hầu là dọn đây một chút, tại vì là hôm nay là Quân cũng không có ở đây, thì anh em cháu sẽ hộ nhau làm vận động một tí để cho nóng nóng tí, chứ em run hết người rồi. Đấy, anh cũng đang kiếm việc để cho em Yến làm cho ấm người, chứ bây giờ mà ăn cháo gừng ấy thì là không có rồi. Anh Hầu ơi, anh xem mấy cái sắt vụn này cái nào mà không dùng để lại cho em nhá. Ôi trời. Em nhớ nghề lắm rồi. Em mà đi bán sắt vụn phí lắm. Em nhớ cái nghề sắt vụn của em lắm rồi. Bây giờ muốn hành nghề lại không? Em ơi, dù sao cũng là một cái nghề từ lúc mà chị chưa có gì đấy. Nhưng mà trời mưa như này, anh Hầu ơi, ơi, mưa như này đốt luôn à, hay là để hôm nào trời nắng thì anh đốt sau? Đốt luôn đi. Bố đánh vào đây. Thì cái ô, hộp cột thì cũng chưa có đi trả các bác ạ. À, còn về mấy cái cây cột trống này. Cho bác giao này đi. Vừa mình lại còn được. Cứ để cho đội anh Hầu là làm xong hết bác thì chúng cháu sẽ dọn vào một cái chỗ nào đấy để tối nay nếu mà còn tận dụng được thì chúng cháu sẽ tận dụng, còn nếu mà không tận dụng được thì sẽ để lại cho em Quân làm củi ấy cô bác. Tại vì là khi mà Quân ra chỗ nhà mới này rồi thì sẽ rất là xa, không, hầu như là không có chỗ để mà lấy củi đâu cô bác ạ. Này vẫn còn xì à? Yến ơi. Dạ. Ấm người chưa? Có rồi, ấm ấm một chút rồi. Cứ kêu lạnh thôi. Không, mà em không kêu nữa. Ít ra thì anh cứ giao việc cho em từ sớm đi. Nhặt mấy cái thanh vụn vụn này là những nghề cực kỳ luôn các bác ạ. Cháu cô từng chia sẻ ngày xưa là vợ chồng cháu đã từng đi buôn sắt vụn đấy, nên là khi mà gặp mấy cái thanh sắt vụn vụn này là phải nhớ nghề. Này là dọn đi sạch sẽ rồi, mai mong em là sẽ làm ở ngoài này. Ở đây có cái xẻng nào không anh Hầu ơi? Ơi, anh xúc cái này vứt đi xuống dưới kia ấy. Xẻng ấy. Cái gì đây? Cái xẻng này đúng không? Cái này đúng không? Cái này là xúc vứt đi xuống dưới kia hết đúng không? Em để vào ô này đi. Dạ. Nhà cái ra để vào ô này này. Đây, cho đổ vào ô này luôn. Tức là cho vào đây luôn đúng không? Ừ. Rồi. Tới nước đi đã, xong bụi bọn bay hết vào đây, bọn anh không làm được đâu. À, em làm nhẹ nhàng chứ. Nhẹ nhàng thì cái gió nó có nhẹ nhàng được đâu. Nhọn.
Em ở ra đây nhớ hộ anh cùng cái này cái. Vào trong này, chứ vào trong ấy. Vẫn lọt nhỉ, to thế vẫn lọt nhỉ. Em quay đầu đấy vào vào sát tường đi. Trời ơi. Đi đứng kiểu gì cứ như kiểu là đã uống rượu rồi ấy. Em á? Được chén nào chưa? Muốn năm chén. Có biết uống rượu đâu mà. Hay là nhìn thấy anh đẹp trai quá say anh ấy. Say anh nhiều rồi. Này em lấy cái quốc này cào nó chẳng đỡ mệt hơn em một cái xẻng là gì? Bỏ cái rác nhá nhá ạ. Không phải cho lấn cái rác vào đấy đâu. Cái cây này là cũng lấy ra hết à anh? Ờ. Chị La ơi. Chị La. Có thắt này bảo mày. Ôi kẹp tay. À kẹp 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 kẹp. Từ từ nhá. Không cày đâu. Anh Hào ơi. Ôi. Em làm tối cho em xin bữa cơm nhá. Ok. Bọn anh thì ăn thịt mớ rồi, có ăn được không? Được mà. Ăn được thịt mớ không? Có. À, thưa bác anh chị là nhiều khi thì cũng rất là mong quý cô bác ông bà sẽ thông cảm cho chúng cháu. Tại vì là chúng cháu là anh em đi làm với nhau ấy, nên là nhiều khi là cũng hay trêu đùa nhau cô bác ạ. Đấy, bọn sạch sẽ rồi đấy nhờ. Vâng, em mà. Đấy, cứ thế mà làm thôi. Yển cái gì cũng biết làm nhờ. Dạ. Yển cái gì cũng biết làm nhờ. Cái gì cũng biết làm mới là làm cùng anh Hầu được chứ. Chứ không là anh chửi chết đấy. Anh nỡ lòng nào mà chửi đâu, thương còn không hết đấy. Trời ơi, cô bác ơi, anh Hồ á, lúc cháu quay phim thì chứ, tắt máy quay một tí là anh chửi cháu như con đấy cô bác ạ. Như Yển là đối với chúng cháu là coi như là hoa hậu đẹp nhất nhào đấy cô bác, nên là không nỡ lòng nào để chửi Yển luôn. Cô bác là tối về thì tranh nhau xử lý thôi, tại vì là vứt đi là rất là lãng phí tiền của cô bác. Nếu mà bình thường là chỉ có làm những cái bước kia cùng em là nghỉ rồi đấy. Đấy cũng còn nữa nên là cháu phải bác giáo thêm. Làm một tí vãi cả mồ hôi. Yển ơi, cái này là được trước anh đi làm dưới chung cư ấy. Dạ. Thì cái này là anh tối là anh vứt hết. Anh bảo gì? Những cái vứa này đấy, như thế này này. Nếu mà đi làm ở chỗ anh nghiệp to ấy. À. Cái này là từ cái này là mồ hôi công sức của cô bác nên là không nỡ lòng nào.
Nào, xúc nước cho anh. Xúc lên trên kia đúng không? Ờ. Được luôn. Như Khang này. Em ở với Khang nhiều, em hiểu được rồi đấy. À. Anh Hầu ấy làm có công, còn cháu làm mà không có công đâu cô bác ạ. Anh Hầu ơi, lấy hết chỗ này à? Ờ. Em đừng sức bắn vào sát tường quá, vào sát tường nó ra ngoài hết rồi. Dạ. Em đừng bắn vào trong tường quá. À, tức là nhẹ thôi đúng không? Ờ, nó ra ngoài hết đi. Đâu, để em xem cái tấm tôn này nó to không. Đấy, nhìn chưa? Nhìn thấy rồi. Tối nay khéo hoàn xong cái bước này anh nhỉ? Ờ. Hay là mấy anh em cố làm xong hết bước này không nghỉ đi? Ờ. Em đem phụ cho. Mai ở ngoài á anh. Ở trong này cũng sáng mà, tí vào điện lên ấy. Yến Nam Phú khỏe phết nhỉ? Dạ. Làm khỏe đấy nhỉ? Khỏe không? Khỏe. Em mà đi làm phụ tranh một ngày anh trả công em bao nhiêu? 3 lít. Ôi giời ơi, thế em trả đi làm phụ cho anh để cho em giàu à? Ừ. Anh thì được bao nhiêu thì được. Riêng em phải một ngày 3 lít đúng không? Ừ. Chỉ cần ngoan thì ăn cơm xong rửa bát dọn mâm là được. Cái đấy nếu mà làm cả cái đấy thì phải tính công riêng đấy chứ anh Hậu. Không, nó combo rồi em. Sắp hết rồi. Ngày xưa cái lúc mà em chưa lấy anh Quyền em cũng đi phụ bữa đấy. À. Ngày xưa anh là bảo là lấy cái chị của em bây giờ ấy. Bảo là có lấy không? Không, mồm thì bảo không nhưng mà thực ra thì trong lòng thì muốn. Không phải là muốn hay không muốn, đợt đấy là cứ trẻ con đi. Cứ nghĩ tưởng là lấy vợ là như thế nào, cứ quay ra bên kia cười thôi. Từ đấy mẹ anh tưởng là anh thích nên là thế là dắt vợ anh về luôn. Lấy luôn đúng không? Ừ. Anh là bị vừa anh lừa đấy. Tức là chị nhà anh là lừa lại anh, chứ không phải anh lừa chị. Ừ. À. Thảo nào. Ôi dồi ôi, ngày xưa anh đẹp trai lắm em ạ. Thật mà. Ngày xưa anh được 10 điểm, bây giờ anh được 9 điểm đúng không? Ờ. Điểm đẹp trai ấy. Ôi dồi ôi, ngày xưa anh đẹp trai đến nỗi mà đi ra ngoài đồng trâu cái nó còn không cầm cỏ được. Tính ra là đi làm cùng với anh Hầu là không biết mệt đấy. À, thưa ba anh chị là hôm nay thì cháu quay vào đây không muốn là cập nhật cái tiến độ làm nhà của bé Quân là đến đâu rồi. À, tại vì là khi mà sắp vào hoàn chỉnh ấy cũng có rất là nhiều cô bác muốn theo dõi xem là cái tiến độ đến đâu rồi cô bác. Đấy thì hôm nay là mấy anh em làm cũng chắc tầm nếu mà về phần sát ấy thì tầm khoảng 2 ngày nữa là xong rồi cô bác ạ. Không biết là anh Quyền đưa anh Quân đi sang bên Lào Cai để khám, không biết là cái kết quả như thế nào rồi. Còn thư phim của cháu chia sẻ đến đây cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Cháu xin phép là kết thúc cái thư phim ở đây. Một lần nữa thì cho cháu Huyền xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý cô bác anh chị có mạnh thường quân trong và ngoài nước đã
tin tưởng và đồng hành cùng với vợ chồng cháu cũng như là bên kênh Em Trình Hoa Phải Vàng để em Quân có được đến như ngày hôm nay, có một cái ngôi nhà to như thế này các bác. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô bác anh chị ở những thước phim tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Xin chào các bác. Cháu Hậu xin chào các bác.